Chào các bạn, trước mắt các bạn đang là chiếc điện thoại LG Optimus L3. Đây là chiếc điện thoại nằm trong series L Optimus L của LG, gồm có L3, L5 và L7. Đây là L3 phiên bản 1 SIM. Đây là model của máy E400. Như các bạn thấy, đây là trên tay phải của tôi, đây là model E405. Đây là phiên bản 2 SIM, 1 sóng. Hai chiếc điện thoại khá giống nhau. Cái khác như bề ngoài là L3 1 SIM thì các cạnh không được bo tròn như là bản phiên bản 2 SIM. Optimus L3 E400 có màn hình là 3.2 inch, camera 3 megapixel, chạy hệ điều hành Android 2.3.6, CPU là 800 MHz, bộ nhớ RAM là 384 MB, bộ nhớ trong là 1 GB. L3 hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài lên đến 32 GB. Như các bạn thấy thì màn hình khá là nhỏ, thiết kế máy cũng nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay. Phía trên màn hình đây là loa thoại, đây là cảm biến gần. Khi các bạn nghe hay những cuộc gọi thì màn hình sẽ tắt, giúp cho các bạn giúp cho cái pin được kéo dài thêm. Phía dưới màn hình đây là phím home, phím cứng. Khác với phiên bản 2 SIM thì toàn là phím cảm ứng. Bên trái phím home là phím cảm ứng menu, bên phải là phím back. Bên cạnh trên của máy có jack audio 3.5, nút tắt mở nguồn. Bên cạnh trái có nút tăng giảm âm lượng. Cạnh dưới đây là cổng micro USB dùng để kết nối với máy vi tính hoặc là sạc pin, mic thoại. Phía sau, mặt sau nắp khá là nhán. Phía trên là camera 3 megapixel. Đây là phiên bản màu trắng. Đây là giao diện của Android 2.3. Thông tin trạng thái. Thông tin của máy hành. Đây là một số ứng dụng. Hầu hết các điện thoại chạy Android đều có các ứng dụng mặc định giống nhau, như là trình duyệt, Gmail, Google Maps, Google Play, Google Search, YouTube, v.v. Các bạn có thể thu nhỏ cái giao diện này bằng cách bung ra. Máy chạy khá là mượt. Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.